Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh Tết Âm Thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây là một đôi Screen Vega Bass 40cm, model là V152 nha quý vị. Thùng nỉ cực kỳ nặng nha, họng chép cực kỳ khủng nha quý vị. Bass 40 ha, gần xịp đỏ, đặc trưng của dòng Screen Vega. Lỗ mũi có logo hình cái lo. Đầu này cực kỳ đẹp quý vị, tuyệt đẹp luôn. Thùng nỉ nha. Các góc này nó có ốp cái sắt hết. Mà nỉ nó được như vậy là quá quá đỉnh rồi nha quý vị. Quá đẹp. Cái xe này nó bị trơn rồi. Quá đẹp nha quý vị. Screen Vega đây ha, Screen Vega V152. Cực kỳ đẹp nha quý vị. Ha, quý vị xem ha, lò nỉ mà được như vậy cực kỳ đẹp luôn á. Nó rất đẹp luôn á. Hai lỗ hở phía dưới ha, mình nhìn ra có thấy được cái củ bát của nó ha. Khung nhâm đúc nha quý vị, bát 40 viền đỏ. Tay vịn này ha, có đóng Screen Vega luôn nha quý vị. Zin hàng đỏ luôn ha. Screen Vega hết. Đó. Rất là đẹp quý vị ha. Đó, Screen Vega hết. Đồ này rất đẹp quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Quý vị nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Xin cảm ơn.